Rồi, chào mọi người nha. Cho anh em muốn sưu tầm đây một con Homelite Super Mini. Con này là mọi người hiểu không? Những cái đời này ấy là cái dòng Homelite này nó nén cái gọi là cái độ nén hơi của nó cực kỳ cao. Đó. Con máy mặc dù nó nhỏ nhưng cái công suất của nó khá là lớn. Đó. Mấy cái dòng này là công suất nó là từ 40cc trở lên. Con này có thể là 50cc luôn này. Đó. Bởi vì sao biết không mọi người, mấy cái dòng này ấy, nó toàn là nó chạy xích to không, xích lỡ xích to trở lên không, cộng xích thì khỏi bàn nha, cộng xích thì cực kỳ dày bén luôn. Còn cái lam Lighting của Homelite này đẹp không mọi người, quá đẹp, nhức nách này chắc 5 tấc rưỡi quá, 5 tấc rưỡi nhức nách luôn mọi người. Còn nè, đẹp không mọi người, này là sưu tầm để đến kệ cũng được chứ không nè, lóc đẹp lắm, lóc đẹp nha. Buri đẹp này, đợi ca đẹp. Con này khá là mới luôn. Đây giật hơi cho nghe này, hơi rất là cay. Ui, cái dây giật. Con này cho anh em về ngâm cứu nha. Đó. Em thấy chế của nó to nghe mọi người. Chế... cái miếng lọc gió nó vẫn còn nha. Đó. Công tắc ở đây. Rồi, con này để cho 650 nha. Em thì những dòng này thường em tính là chủ yếu là cái bộ lâm xích này nó ngon thì nó mới có giá một tí thôi. Chứ thật sự và thú quỷ này nhiều ấy. Lỗ sạc máu hồng mọi người, bán có mấy trăm nghìn mà nhập 1.000.000 con. Chủ yếu cái bộ lâm xích này không cũng giá trị cũng đã 600.000 rồi. Đó. Thì em bán nguyên con như này 650 nha. Không bao ship. 650 không bao ship nha. Làm đẹp hết chứ, tính ra con này đẹp. 650 con này nha.